có truyền thống văn nghệ lâu đời. Những huyền thoại ông Đùng, ông Khổng Lồ dùng sợi tóc của cô núi rồi đánh núi đi vượt biển. Hồ Bơ dùng nón làm thuyền vượt biển đi lấy lửa của mặt trời, nói lên trí tưởng tượng tuyệt vời của người dân quê ta. Diễn Châu cũng có một kho tàng văn sao màu về dân ca tuyệt vời với những sinh hoạt văn nghệ dân gian diễn sướng rất nổi tiếng còn tồn tại đến ngày nay. Nếu nói Nghệ An là đất học thì Diễn Châu là đất văn chương và hoa bảng. Văn học dân gian ở đây còn truyền tụng câu đối ngôn về sự đỗ đạt của gia đình họ Ngô, họ Đặng như sau: sáng khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa, ông đỗ, cha đỗ, con đỗ cả nhà. Họ Ngô ở Lý Cai liên tiếp bốn đời đỗ năm tiến sĩ, họ Đặng ở Nho Lâm ba cha con đỗ đại khoa, hai anh em đỗ đồng khoa. Diễn Châu có những dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao như họ Nguyễn Xuân ở Diễn Thái, họ Cao Xuân ở Diễn Bình, họ Trần Huy ở Diễn Phong. Diễn Châu Nghệ An được biết đến không chỉ là nơi sản sinh ra nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng như Phùng Chí Thiên, Nguyễn Xuân Ôm, Đặng Văn Thủy, Cao Xuân Dũng, mà còn là vùng đất có nhiều di tích lịch sử và các danh lam thắng cảnh. Một trong số các di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng là Đền Quốc, gắn liền với tục An Dương Vương, vị vua huyền thoại của lịch sử dựng nước. Của thời gian trưa nay nắng tôi về thăm dấu cũ, bên máu nữa có người trên kiếm gỗ bỗng sáng lên như nói một điều gì. Đầy dưới núi phi nhau chửi nghe chân cò vào cát bỏng, quay nhìn lỡ lối Lý Châu. An Dương Vương thừa ấy cùng quay đầu và đã thấy góc thành ngựa chạy, và đã thấy sau chân ngựa chạy lông ngỗng rơi, lông ngỗng chẳng bên người. Dưới tảng đá này, người đã nhìn hơn và nhận thấy bóng rùa thật rằng màu lông ngỗng ngây thơ trong trắng quá nên máu người phải đổ Lý Châu ơi. Tòng thủy tìm chi trên núi máu rơi, ở đền trống con nghe đá không cười. Màu mỏi đỏ như màu của máu, con trai ngọc ôm khối hồng đau đầu, nhìn năm rồi nước mắt rửa không tan. Thank you.
Lần đầu tiên năm Trinh Quảng Nguyên Niên, năm 627, thời nhà Đường. Thời nhà Trần, năm Đông Khánh thứ 3, 1225, đổi Diễn Châu làm Diễn Châu Lộ. Thời nhà Hồ, năm 1400, đổi Diễn Châu làm Linh Nguyên Phủ. Từ năm 1831, vua Minh Mạng chia tỉnh Nghệ An thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thì phủ Diễn Châu còn có thêm huyện Tân Phúc, tức là Nghi Lộc, và thành phố Vinh, tách ra từ phủ Đức Quang. Năm 1919, chính quyền thực dân phong kiến bỏ cấp trung gian là phủ, thì các huyện thuộc phủ Diễn Châu trở thành đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Nghệ An. Trên bao nụ cười ta cố đi.
một mất một còn vì độc lập tự do, hàng nghìn chiến sĩ và đồng bào chiến tranh đã chấp nhận hy sinh cùng dân tộc của ông bạn vùng cao chiến thắng Phan Huy Hoàng để nói chung Việt Nam thu về một mối. Hy sinh trên khắp cả chiến trường khu Quảng Trị đất thép, qua Tây Nguyên bất khuất tới miền Đông Nam Bộ đang lao và họ chiến đấu và hy sinh trên khắp các giải miền Tây oai hùng, nơi một thời cha ông ta đã từng mang thương đi vờ đất. Những người lính của quê hương Phủ Diễn đã lấy gan vàng chọi sắt thép để tạo nên tường đài trường sơn với khát vọng độc lập thống nhất về lương tri và phẩm giá con người. Quảng đường mẹ đi, thằng vẹt mòn sỏi đá,
khô nước mắt tôi đừng khóc nữa mẹ ơi. Mẹ như mới hôm qua vừa hoàn thành, mẹ sợ thời gian, mẹ sợ từng khoảng lặng, mà cứ một bé vẫn nhỏ bao. Con đã cứu xin mẹ thương, dung sức mẹ đời lành lùng vô quanh, mẹ đã vượt kéo dài của thiên. Rồi em con và thầm nghẹn lời con. Trong vạn ngàn ngôi mộ có tên và không tên, những liệt sĩ Chiến Châu, những liệt sĩ của vùng quê xứ Nghệ, cứ thẳng tắp hàng ngang hàng dọc, im lìm trầm mặc như đang nhắc nhở chúng ta. Các đồng chí ơi, hãy sống sao cho xứng đáng với những người đã hy sinh. Hãy sống sao cho xứng đáng với vùng đất Diễn Châu, với vùng đất xứ Nghệ anh hùng. Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá, xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, nông thôn mới được chuyển đổi theo hình thức tam tài, phát tài được mở rộng, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được ứng dụng, ngành thủy sản phát triển nhanh cả về quy mô, sản lượng và chất lượng sản phẩm.
xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng nâng cấp. Hệ thống hạ tầng đô thị từng được sự quan tâm đầu tư và xây dựng. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được chăm lo, các quy tụ đổi mới rõ nét. Hoạt động văn hóa thông tin thể dục thể thao được tăng cường. Công tác y tế, dân số gia đình và trẻ em được quan tâm và đạt được nhiều kết quả. Lao động, việc làm và an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Diễn đông và tiệm nay đưa giảm các trang dịch vụ thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Không ngừng đưa được đầu tư và phát triển. Các thành phần kinh tế, giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều năm liền Diễn đông có học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Cải cách hành chính, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Công tác xây dựng đảng có nhiều tiến bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Bộ phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thị trường các cấp tiếp tục đổi mới, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Nghị quyết đại hội đảng bộ Diễn Châu lần thứ 30, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Diễn Châu quyết tâm xây dựng Diễn Châu thành huyện tốt đầu của tỉnh. Được ví là viên ngọc của du lịch Nghệ An. Trong số 8 cảnh đẹp của Đông Yên Nhị Châu thì 6 cảnh đẹp thuộc về Diễn Châu, đó là Già Sơn Linh Tích, Tổ Thiên Núi Hồ Tòa, Cao Xá Long Thiên, Gò Rồng Cao Xá, Bình Giang Trung Nguyệt, Thăng Cung Trên Thiên Hùng, Bích Hải Quy Hạc, Cánh Buồm Về Cửa Bích, Thiên Uy Diễn Cảng, Bên Sắc Quan Cờ, Chiến Thành Thạch Bảo. Diệp Châu, đường làng xưa mỗi khi gặp mưa, đất lầy lội như chân như đổ vỡ, này miền đông đẹp như dải lụa. Hãy xanh bóng quả mát lên đường, hãy thăm quê và tư vợ. Diệp Châu, dáng mẹ hai vai đi mô cùng nhớ, mắt qua sông Hồng nghe sóng vỗ đầy vơi, mảnh đất tươi ta mang nặng tình đời, qua sông Hương có núi để lòng người nhớ đây. Người Diễn Châu dù có đi xa vẫn nhớ về quê hương. Người Diễn Châu dù ở nơi nào vẫn tìm về quê hương. Người Diễn Châu dù ở phương xa vẫn nhận ra nhớ mọi người. Oh,
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.